Nguyên xin chào cả nhà nghe. Hôm nay hai vợ chồng Nguyên về quê nè cả nhà. Chồng Nguyên nói á, ở đây có quán ăn Việt Nam nè. Ừ đúng rồi he. Hồi bữa Nguyên có đi ngang đây nè, Nguyên thấy quán ăn ở Việt Nam. Mình chạy ngoài đường thấy nè cả nhà. Đó, chồng Nguyên nói vô chổng mua bánh mì. Mua đồ ăn Việt Nam về ăn. Hai chồng Nguyên về quê. Việt phở Kha Phi. Đây nè cả nhà. Chỗ này là lần đầu tiên là ở đây á, là ở đây ăn, không biết trong đây có bán cái gì. Phân na bên miêu. Xe gì phân bên. Nguyên xin chào cả nhà nghe. Tại trời mưa cả nhà cho nên Nguyên mặc đồ chùm đầu chùm cổ vậy đó. Để chùm cái đầu lại á. Đó, bây giờ hai chồng Nguyên sẽ đi đi ra ngoài quán quán ăn Việt phở nè, Việt phở Kha Phi để coi trong đó có bán gì nha cả nhà, sẵn mình mua đồ ăn luôn. Chồng Nguyên đi trước. Dạ, cho bên xưa hay xưa mà. Ba bao. Dù men bào mà. Dù men bào. Có bánh mì không chị? Rau men bào. Có gì đó. Sà mò ấy bánh mì gì ạ? Có bán đồ ăn Việt Nam nữa nè cả nhà. Chị có bán bánh trung thu không chị? Tưởng đâu có bán bánh trung thu. Vì ví dụ mai dê biển, dê nắm dê biển hào xưa. Có bán mì nữa nè cả nhà. Cho bên tầng á. Cái này là gia rỉ bún riêu cua ăn cho cơ xưa. Và giao y cơ. Không gian quán nha cả nhà. Nhìn đẹp ha. Lấy gia vị bún riêu cua. Gia rỉ bún riêu cua. Nguyên sẽ lấy hai cục đi. Hai cục. Với lại cái gì nữa ta. Nguyên tưởng đâu có bán bánh bánh trung thu, Nguyên mua bánh trung thu mà không có nè. Anh xuân bên na phân ra bên kỳ xem có lúc không bữa xưa na trùng á. À cha lẹo á, nuôi chiên hả? Dĩ phèo chay rồi. Ồ, có lỗ bọt đó. Bố sư dĩ phèo, sư cơ sư chay rồi. Nó xí sư sò xí à? À, nó trùng trù phẳng xe mấy phần đó. Này, mua một cục, hai cục, mua hai cục đi. Mình phải ăn bún riêu cua. Mua về cái mình học nấu ăn. Là không gian quán. Trời ơi. Xe xưa lại cho bên. Ta không có dụ sữa chen lại cho bên xưa. Bây giờ mình ngồi đợi bánh mì ra rồi mình đi về luôn. Nguyên tưởng là ở đây có bán bánh trung thu chứ, nhưng mà không có bán. Nguyên lấy hảo hảo nè cả nhà.
Cái này là lỗ mới ra, hảo hảo kim chi. Bút chủ cho chăng chữ chữ xưa. Bây giờ dù vừa dù quỷ dù may dê bình. Bây giờ mãi dê nán nó dê bình kìa. Dê nán dê bình hảo xưa. In cái na bên dù ạ. Nó cơ mini shopping á nó cơ. Cân chưa cơ. Nó cơ lính sữa này giao á. Nguyên sẽ ghi địa chỉ quán ở đây, ở dưới phía dưới nè. Cả nhà có ai ở Kheo thì có thể tìm lại quán này ăn nha. Chưa xem. Xong. Gì à? Ý, nam bên dù NSK à. Quán dễ kiếm lắm cả nhà. Ở ngoài đường chạy ngang là thấy. Trời mưa nữa chứ, mưa lâm dâm. Quán quán này nằm ở khu vực Bà La Công á cả nhà, ở sau lưng cái siêu thị Ion. Ổ này là ổ thập cẩm, ổ này là ổ hồi nãy chị có nói ổ gì đó quên tiêu rồi, thịt Sugar Roll. Wow, người ta thẻo với xe. Từng xe một hai kìa. Thịt hai ổ. Nguyên mua hai ổ thịt với lại một ổ thập cẩm. Hình như chồng Nguyên mua ba ổ bánh mì, mà Nguyên hỏi chồng Nguyên nhiêu tiền ổ, chồng Nguyên không nhớ. Nguyên lên trên cái quán, lên Google hồ sữa có, lên quán này coi thì một ổ thập cẩm với lại ổ thịt á, một ổ 15 đồng này, ba ổ là khoảng 45 đồng, 45 khoảng 300 ngàn tiền Việt. Chồng Nguyên mua nè. Hỏi ổng nhiêu tiền, ổng không biết nữa. Ổng trả tiền mà không biết nữa. Bốn mấy đồng là khoảng tiền Việt Nam mình là khoảng 200 mấy á. Ở bên Malaysia cả nhà, ngày 31 tháng 8 là lễ Quốc Khánh. Lễ Quốc Khánh ở bên Malaysia, cho nên chị đó buổi lễ Quốc Khánh chị không có làm, chị nghĩ Nguyên tưởng đâu lễ Quốc Khánh có làm chứ. Nguyên hỏi chị bữa nào nghỉ, ở nhiều khi Nguyên lợi ăn á cả nhà, mất công họng tiệm không có mở cửa hồi xưa à. Quả đưa men bào khá là hồi xưa. Ủa, bánh mì nhìn nó giòn là Nguyên phái rồi đó. Ở ngoài 15 râm. Còn ổ thập cẩm này hồi Nguyên với chồng Nguyên chia làm đôi. Nhà ổ bánh mì rất là chất lượng luôn nghe, giòn rụm luôn. Trời ơi, lần đầu tiên rồi Nguyên ăn rồi, còn ổ bánh mì bên Malaysia mà ngon vậy luôn á. Đa số Nguyên ăn là toàn là bánh mì nướng lại không à. Nhưng mà cái này như bánh mì này chị này tự làm hay sao á, nhìn nó ngon gì đâu. Hay là kiểu như là lấy ở trong lò cả nhà. Nguyên nghe nói Malaysia cũng có người Việt mình mở lò bánh mì ra bán á. Đó, nhìn ngon ghê không? Chồng Nguyên ăn, ông ăn nhìn ngon lành luôn. Cái này là ngon rồi nè, ông mới ăn vậy á. Ngon hay không? Phái rồi đó. Ở Việt Nam ăn bánh mì sợ, qua đây kiếm ăn không có à ăn. Không, ơi trên là hầu xưa hả? Tha lon chứ comment bảo khá là hầu xưa. Hả? Đều chứ cơ hầu xưa. Chứ comment bảo của khanh đâu. Sữa tớ xưa. Ăn bánh mì mà nó giòn á.
dân. Thịt. Nhìn là cái miệng mồm của Nguyên. Nguyên hỏi chị á, là bánh mì ở đây hình như chị cởi cho Nguyên nghe là có 5 loại bánh mì. Cái Nguyên hỏi chị là ở đây loại nào là ngon nhất. Chị nói với Nguyên thịt với này thịt cẩm. Cái Nguyên lấy 2 ổ thịt, 1 ổ thập cẩm. Ổ thập cẩm thì hồi nữa chồng Nguyên với Nguyên chia đôi. Lần đầu tiên Nguyên ăn, Nguyên nói thiệt với cả nhà ha, Nguyên vô quán ăn Việt Nam là chỉ yếu là Nguyên chỉ ăn bánh mì thôi. Một bánh mì, hai là phở. Chồng Nguyên thì cơm sườn. Nhưng mà hôm nay về quê gấp quá cho nên không có ăn được phở cả nhà. Đợt lần sau đi, lần sau Nguyên sẽ lại. Nguyên thấy cái chỗ này là bán ngon rồi đó. Ổ bánh mì rất là chất lượng luôn. Ổ này là ổ thập cẩm nè. Nguyên định là Nguyên nửa ổ, chồng Nguyên nửa ổ. Nhưng mà no quá cả nhà ơi, ăn không nổi. Chồng Nguyên kêu chồng Nguyên ăn một mình đi, Nguyên không ăn. Ổ nó bự quá trời luôn mà. Với lại chồng nó nhét thịt nhiều quá cả nhà ơi. Ăn xứng đáng đồng tiền. Đây, ổ này là ổ thập cẩm nè. Nè cả nhà nhìn thấy không? Nhét xứng đáng đồng tiền luôn á. Thịt không luôn chàng ơi, nhìn nó ngon nè. Đã trời. Ăn này đi. Chồng Nguyên không biết ăn này nè cả nhà. Ngon ơi, nó ngon. Tròn giẫm luôn. Ngon. Mình chồng Nguyên ăn hả? Nguyên no quá trời no. Lần đầu tiên thấy chồng Nguyên ăn bánh mì Malaysia, ở bên Malaysia mà mặc ống tư rối vậy luôn à. Phải. Ngon à. Ngon à. Không mà ngon thiệt. Tên nào xưa. Đây là Malaysia, đây là Chân Giang Bộ Trẻ Đá. Chồng của nó ở Malaysia ăn nhiều tiệm rồi, rồi cái tiệm này là ngon nhất á. Này Nguyên mua ở Bà La Công á cả nhà. Bà La Công là ở KL á, chứ không phải ở dưới Malaysia đâu nha. Chồng ấy nói còn ai biết chỗ nào bán bánh mì nữa không? Chỉ cho địa chỉ ăn thử coi. Rồi Nguyên biết một chỗ ăn ngon vậy là mừng rồi. Cần chi kiếm mấy chỗ khác. Ở Malaysia như nó cũng mưa nữa cả nhà. Đen thui. Nhưng ca mã luôn chè sử dụng xe gì không? Hen hi hi đâu. Trời chỉ mưa đen thui luôn. Chưa được 7 giờ nữa cả nhà, mới có 6:50 mà trời nó đen vậy nè. Ở bên Malaysia là gần 8 giờ trời nó mới sụp tối. 7 giờ đổ lại là nó mới sụp tối cả nhà. 7 giờ trở lên chứ lộn. Mà giờ mới có 6 giờ mấy, chưa được 7 giờ nữa mà nó chuyển mưa đen thui nè. Mưa gì mà từ KL mưa về tới má luôn chè luôn mà. Cùng gia đình chồng Nguyên nè cả nhà. Dì Sáu với lại em chồng, cái này là con của dì Sáu á. Ăn cơm với lại ăn cơm. Giờ về tới nhà, tới dưới quê rồi, nhưng mà không biết giờ mấy giờ. Chắc giờ cũng hơn 9 giờ, 9-10 giờ vậy đó. Quán này là quán thân quen nè, quán này hai chồng Nguyên về quê thường đi ăn với mấy dì ở đây nè.
Bây giờ gì à cả nhà ơi? Sâu quá. Tăng lắng sâu á. Ngoài trời mưa, gì đâu mà mưa tự kheo xuống dưới mã lưu chè luôn. Chà Ben. Biển cua. Chị chồng nói xe có táo kìa. Lấy táo không? Tôi thu ngoài đường không còn chiếc xe nữa. Chị, sang sơ. Trời mưa mà hai người cứ đứng. Trời mưa mà hai người cứ đứng ở trong, đứng ở trống nói hoài. Ây dù. Ây. 9 giờ mấy à cả nhà ơi, nguyên tưởng nó 10 giờ rồi chứ. Ủa chồng Nguyễn đâu mất tiêu rồi. Ồ, điện mỏng ha. Ồ, vì chồng Nguyễn đưa chanh với lại táo. Bữa nay vì chồng Nguyễn không có về về nhà bà ngoại mà vì chồng Nguyễn về nhà của dì chồng. Ờ, tại bữa nay con của dì cũng có về á, cho nên dì chồng không có về. Ôi giời. Lần nào ý 10 giờ 29 rồi cha nội ơi. 10 giờ gử. Mà hồi nãy Nguyên nói với cả nhà là 9 giờ mấy. Ui là trời ơi. Sửa tiền ban này hình có ai không? Ui gì quỷ chiếu tiền to ba lèo. Nguyên về tới đây là khoảng 8 giờ 8 giờ 15. Thì cái Nguyên với lại dì chồng Nguyên với lại em chồng Nguyên đó, em bà con đó, con của dì Sáu đó, cái gì đó là dì Sáu đó, đi ăn đó, ăn tới giờ luôn, ngồi tò te tú tí nói chuyện tới giờ. Cái gì gì cả nhà, dì ba cứ điện hoài hỏi hai chồng mới có gì không, để tôi để nước pha lan ở ngoài. Dì chồng Nguyên có nấu nước pha lan uống á cả nhà. Người qua bên đây á, đa số á, thường những ngày nóng là ta nấu nước pha lan uống, nấu nước pha lan để miếng đường vô, giống như là nhiều đường hoặc là lá dứa, không thì gừng á, bỏ ít lát gừng vô, người ta kêu bằng nước khoai lang đó. Ở Việt Nam mình thì kêu bằng chè khoai lang nha, nhưng mà chè của người qua nó lạc lắm chứ không có ngọt, nó lạc nhất à. Ăn không kiểu như ở Việt Nam mình thì ăn cái không quen đâu, nó lớ là lợ, nhưng mà ăn quen rồi thì ăn cảm thấy ngon lắm. Cái gì trời, cái chồng nó non lắm rồi. Chồng Nguyên để tủ lạnh, để tủ lạnh mời mới ăn. Hiện tại bởi vì hai chồng Nguyên về, mỗi lần về là ít nói với ba chồng Nguyên lắm. Ba chồng Nguyên mà biết là ông chừa đồ ăn ngốc hết trơn, mà về hai chồng Nguyên lúc nào cũng về tới nhà là nửa đêm hết trơn. Bởi vì mỗi lần về ai không biết ai sao chứ hai chồng Nguyên về quê, mỗi lần về quê là lên ký à. Anh Liêu Hủy nào ha. Mặc áo này cũng tiện quá chứ. mưa. Mưa lâm dâm mà chứ không có lớn cả nhà ơi. Chồng Nguyên chạy xe vô. Chó đứng đợi kìa. Mưa lâm râm.
bánh mì nè. Bỏ rác. Ây da. Dù y bao của mình á, thì nãy chín nãy xèo tay sư của mình á. Sàn gì? Chị? Cho sổ mô chị? Che lại cho sổ mô đó. Ở phần trăng lãng. Dì bảy nguyên cắt cái lá dứa này để nhà cho đừng có dán vô quá cả nhà. Sư bào lèo quá. So lèo hả? So hả? Mấy cái chanh á. Ở đây uống coi có gì ăn. Ui cái bàn mới ha ta, chứ có xuất sinh luôn à, nó có thải xe ô gì xén phân bu hả, hay xưa chưa có diễu lèo á. Nguyên nói cái bàn này bàn mới chồng của nó, không phải cái này cũ. Cái bàn này bàn cũ, kiểu như hồi đó nó có miếng vải trên á, bữa nay bây giờ gỡ ra rồi, nguyên tưởng nó bàn mới không à. Ủa cái đèn này không biết sao bịch lại rồi. Này chắc đem đi sửa hay sao á. Này bịch lại đem đi sửa hay sao á. Bữa hổm nghe gì chồng mới nói bị hư cái bàn đạp gì đó. Cái đèn. À thôi video của Nguyên đến đây kết thúc ở cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Xin chào.